Bạn thân mến, đôi khi chúng ta mãi miết đi tìm kiếm những thứ xa vời mà quên đi những điều tuyệt vời nhất luôn nằm ở nơi ta. Không cần phải tìm đâu xa, vì bạn là một người luôn khác biệt, vì bạn là duy nhất. Cuộc sống vốn ngắn và mỗi người chỉ sống có một lần. Hãy làm sao để không phải ân hận, cứ làm điều mình thấy vui. Nhớ vào một ngày mưa to như trút nước, không cầm theo ô, cũng không có áo mưa. Từ một vùng quê nghèo, tôi cùng mẹ đến trường nhập học. Vậy mà ngoảnh lại giờ đây tôi đã là cô sinh viên năm 2. 2 năm trôi qua, gắn bó với môi trường đại học, tôi cũng như các cô cậu sinh viên khác đã có không ít cho mình những kỷ niệm buồn vui, đáng nhớ. Cuộc sống của chúng ta được tạo nên từ những mảnh ghép khác nhau. Dĩ nhiên, mỗi mảnh ghép ấy sẽ có hình dạng, kích thước không giống nhau, như việc mỗi người sẽ lưu giữ những kỷ niệm của mình theo những cách riêng biệt nhất. Con người sử dụng nhật ký để ghi chép, sử dụng máy ảnh để lưu giữ. Còn với tôi, gửi gắm kỷ niệm qua các bài viết là cách mà tôi sử dụng để cất giữ nó trong trí nhớ của mình. Thử hỏi một ca sĩ trên sân khấu náo nhiệt với những ánh đèn lấp lánh và một con người rất đổi bình dị trong cái nắng chiều có thể hòa hợp, hòa quyện với nhau được hay không? Nếu với tôi của 2 năm trước, câu trả lời sẽ là không thể. Nhưng là tôi của hiện tại thì có thể chứ. Bởi lẽ ở đây cả hai đều chứa đựng một trái tim có nắng. Đó là khi được đứng trên sân khấu, thể hiện ước muốn, khát vọng của mình. Đó là niềm vui, niềm hạnh phúc khi mong muốn có một cuộc sống thường nhật, yên bình. Dù thể hiện nó vào ban đêm hay ban ngày, thực hiện nó khi có nhiều người hay thậm chí chỉ là một người, thì nó vẫn rất đáng trân quý vì họ đã dám thể hiện bản thân, dám làm và làm nó với sự nỗ lực cao nhất. Và tất nhiên, may mắn sẽ luôn mỉm cười nếu bạn thực sự cố gắng. Đôi khi chúng ta mãi miết đi tìm kiếm những thứ xa vời mà quên đi những điều tuyệt vời nhất luôn nằm ở nơi ta. Không cần phải tìm đâu xa, vì bạn là một người luôn khác biệt, vì bạn là duy nhất. Cuộc sống vốn ngắn và mỗi người chỉ sống có một lần. Hãy làm sao để không phải ân hận, cứ làm điều mình thấy vui. Trải qua 2 năm trên giảng đường đại học, tôi có được không chỉ kiến thức trong sách vở mà còn là những bài học, kinh nghiệm từ thầy cô, bạn bè, từ cuộc sống. Có những lúc cảm thấy chênh vênh, nhưng mỗi chặng đường đi qua, tôi cũng đã mạnh mẽ hơn, nhìn thấy nhiều mặt của cuộc sống, có cái cảm nhiều chiều hơn, có được niềm đam mê của mình và cố gắng để thực hiện nó. Thời gian luôn trôi đi theo cái tích tắc của đồng hồ, nhưng niềm đam mê, sự vui vẻ, nhiệt tình, sự tin tưởng, lòng nhiệt huyết và tình yêu thương sẽ không bao giờ mất đi nếu trong trái tim ta có nắng. Tôi không phải là người đứng trên sân khấu đầy đam mê, tôi không phải là người luôn có sự bình yên trong tâm hồn, nhưng khi nhìn vào họ, tôi thấy mình trong đó. Lòng trắc ẩn của tôi trỗi dậy, tôi nhìn nhận được giá trị của bản thân, muốn sống đúng, muốn sống là chính tôi. Cuộc sống vốn không dễ dàng, ta nhìn nó với con mắt tiêu cực thì nó sẽ không thể tốt đẹp, nhưng chỉ cần nhìn khác đi dù chỉ một chút thì cuộc sống của chúng ta sẽ thực sự trở nên dễ thở, phong phú, đa dạng hơn. Mỗi người là mỗi bức chân dung cuộc sống, làm cho nó héo úa hay tươi đẹp là lựa chọn của mỗi người. Nhưng đã sống thì hãy cố gắng để mà mỗi sớm tỉnh dậy, tôi thấy mình trong tôi, chứ không phải tỉnh dậy, tôi thấy mình trong ai. Bạn ơi, hãy dũng cảm và mạnh mẽ lên nhé. Bước qua được định kiến của thiên hạ cũng chính là bước qua một thử thách, là một chiến thắng trong chính con người ta. Tài ta đầy rẫy những lời nói, nhưng chỉ cần ta chẳng mang đến trong thâm tâm để an nhiên sống, vậy là được. Tôi nói rằng tôi muốn trở thành một người thành đạt. Họ lật ngược lại quá khứ của tôi, chỉ cho rằng tôi đã bao lần thất bại và khẳng định rằng tôi không thể thành công được nữa. Tôi nói rằng tôi đang yêu và được yêu bằng tất cả những chân thành. Họ lắc đầu xem đó là sự ngây dại, bởi vì giữa cuộc đời xô bồ này, tìm được mấy ai là tri kỷ. Tôi nói rằng tôi sẽ đổi thay. Họ cho rằng nên sống với cốt cách ban đầu. Vậy thì tôi sẽ sống là chính tôi nhé. Không, anh nên thay đổi để phù hợp với xu thế của xã hội. Vậy đấy, cuộc sống không tránh được tai mắt của người đời, nhưng cuộc sống là của chúng ta và ta hoàn toàn có thể làm chủ nó. Mặc kệ thiên hạ, sống là chính mình. Làm một việc để bản thân hài lòng đã khó, nhưng để vừa lòng biết bao người ngoài kia còn khó khăn và khổ sở hơn. Mỗi người sinh ra đã là một nguyên bản, đừng chết đi như một bản sao. Ta là ta, họ là họ, tại sao phải sống theo ý nghĩ của kẻ khác để rồi kết quả là chính ta gánh chịu, còn họ thì vẫn ngang nhiên sống? Tại sao phải bận tâm với những lời gièm pha, trong khi nó không ảnh hưởng đến miếng cơm ta ăn, manh áo ta mặc hàng ngày? Tại sao phải sống dưới cái bóng của họ, sống như thế có được hạnh phúc hay không?
Hãy dũng cảm và mạnh mẽ lên, bước qua được định kiến của thiên hạ cũng chính là bước qua được một thử thách, là một chiến thắng trong chính con người ta. Tại ta đầy rẫy những lời nói, nhưng chỉ cần ta chẳng màng đến trong thâm tâm để an nhiên sống, vậy là được. Và đối diện với những con người như thế, bản thân ta cũng không cần nói lời chống trả. Họ đã rắp tâm nghĩ xấu về ta, rắp tâm làm cho ta phải suy nghĩ, thì ta có nói gì, họ cũng coi đó là sự tầm phào. Nhưng hành động lại khác, hành động có sức mạnh ghê gớm lắm. Thay vì nói, hãy hành động để chứng minh rằng họ đã lầm, để đáp trả lại những suy nghĩ một chiều của họ về ta, để họ thấy rằng chính họ mới là người cần phải được chấn chỉnh, để họ thấy được cảm giác tủi hổ mà ta đã từng trải qua. Có thể những việc làm như thế cần một thời gian nhất định, nhưng thành quả thì lại ngọt ngào và xứng đáng. Hơn thế, xung quanh ta còn có những con người luôn sẵn sàng động viên, che chở, đồng hành cùng ta những lúc ta cần, gạt đi những cái không đáng bận lòng và hướng đến những điều đáng để khắc cốt ghi tâm mà sống. Tin chắc rằng hạnh phúc đang chờ bạn ở một ngày không xa. Mặc kệ thiên hạ, sống là chính mình, bạn nhé. Tiếp nối số blog này, mời bạn lắng nghe bài viết "Đừng sống theo cách người ta muốn, hãy yêu lấy bản thân mình". Có một thực tế khó lòng chối cãi rằng phần đa con người sống trên đời đều thường rất để tâm, quan sát thái độ của những người xung quanh. Ai cũng thường lo sợ người khác sẽ không thích mình, quan điểm của mình không trùng với số đông. Thậm chí con người còn cường điệu hóa việc đặt nặng suy nghĩ của người khác lên bản thân, đến mức biến điều ấy trở thành nỗi sợ. Song kỳ thực, sự thật cho thấy rằng chúng ta vốn dĩ không thể kiểm soát được những gì người khác nghĩ, và bởi mỗi người sinh ra đã là một cá thể riêng biệt, có suy nghĩ và quan điểm khác nhau. Ai cũng sẽ có lòng tự tôn và nguyên tắc sống riêng biệt. Và nên điều duy nhất mà chúng ta có thể làm tốt chính là kiểm soát chính suy nghĩ của bản thân, thay vì chạy theo quan điểm và cách nhìn nhận của người khác. Việc cố gắng làm đẹp lòng người khác tưởng chừng là dĩ hòa phi quý, nhưng thực tế là vô tình biến chúng ta trở thành người thiếu chính kiến và mất đi giá trị cá nhân. Vậy nên mới có câu, sống thì đừng quan tâm người khác nói gì về mình, bởi chỉ có bạn mới biết bạn là ai. Mỗi người có một năng lực, một quan điểm, một khả năng khác nhau. Đôi khi chính việc mãi chạy theo tâm ý, suy nghĩ về thế mạnh của người khác sẽ vô tình khiến chúng ta vùi lấp đi, mất đi những ưu điểm nổi trội của bản thân. Hãy nhớ rằng chúng ta chỉ có thể thành công khi tự chính mình khai phá bản thân. Hãy là chính mình, hãy yêu chính bản thân mình. Đó chính là điều mà mỗi chúng ta cần nhớ. Thay vì việc cứ mãi chạy theo câu hỏi, tại sao bạn lại không thích tôi? Nên nhớ rằng trong chuyến tàu cuộc đời, chúng ta sẽ có cơ hội được gặp và tiếp xúc với muôn vàn kiểu người. Hôm nay chúng ta có thể làm hài lòng người này, nhưng còn hôm sau và nhiều hôm khác nữa thì sao? Đừng sống như một cái cây, gió chiều nào lại hướng theo chiều ấy. Như thế đến cuối cùng, chính bản thân mới là người mệt mỏi nhất. Thay vì cứ mãi hướng theo lòng người, chúng ta hãy học cách rèn luyện chính tư chất và phong thái của bản thân. Hãy cứ sống thật lương thiện, vui vẻ và không cảm thấy hổ thẹn với lòng. Sống hiền ngang và suy nghĩ tích cực, đó mới là cách chúng ta khiến cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Như cổ nhân từng có câu nói, dĩ bất biến, ứng vạn biến, nghĩa là hãy lấy tâm bất biến của mình mà ứng xử với dòng đời vạn biến. Mỗi chúng ta hãy học cách bỏ qua gánh nặng quan điểm của người khác, hãy sống là chính mình, chỉ cần nỗ lực tận tâm với mọi điều, sau cùng sự thanh thản và hài lòng với kết quả của bản thân mới là đích đến hạnh phúc nhất. Bạn thân mến, có những người đến với nhau tựa như hai mảnh ghép cô đơn tựa vào nhau cho bớt lạnh lẽo. Một tình yêu như vậy là khi bắt đầu đã có một kẽ nứt, mà càng biết nhau lâu, kẽ nứt càng lớn, đến một ngày vỡ làm đôi. Điều buồn nhất trong tình yêu là ở bên cạnh một người nhưng lòng họ lại có một hình bóng khác. Trong chương trình của tuần này, mời các bạn lắng nghe chuyện ngắn "Những ngày vỡ đôi" được gửi đến từ tác giả Cai Hoàng. Tôi bỏ lại thành phố. Hy nói tôi chạy trốn. Có thể đúng, mà cũng có thể sai. Tôi chẳng đủ bình tâm để lý giải cho Hy hành động dứt khoát đó của mình. Tôi chỉ biết một điều rằng tôi chẳng còn thiết tha gì cho sự ở lại. Từ mùa hè năm ngoái, chúng tôi bắt đầu quen nhau. Anh là bạn thân của Hy. Họ cùng làm việc ở một thư viện, không lớn nhưng lúc nào cũng gọn gàng ngăn nắp. Mùi giấy mực có thể khiến người ta quỵ lụy. Những người ghé thăm nơi này chủ yếu là dân nghiện sách. Họ có thể đọc say mê hàng giờ liền mà không phát ra một tiếng động nào ảnh hưởng đến những người khác. Một ý thức tuyệt đối. Chúng tôi gặp nhau trong lần giao ca buổi chiều của Hy.
rất điềm nhiên khi kéo tay anh dẫn về phía tôi. Đây là Vũ, bạn tớ. Sau đó thì mỗi người chúng tôi chui vào không gian quen thuộc của mình. Khi về nhà, tôi ngồi lại ở bàn đọc sách, còn anh thì sắp xếp lại đống ngoại văn từ thùng các tông mới vừa nhập lên kệ. Tôi luôn duy trì cho mình một thói quen cố hữu bằng việc ghé thăm thư viện vào đúng 2 giờ chiều thứ 3 và thứ 5, bất kể đó là ngày mưa hay nắng. Trùng hợp là những ngày đó đều rơi vào ca trực của anh. Anh bảo tôi là một cô gái có lối sống khoa học nhất mà anh từng biết. Tôi lại nghĩ anh có phần chủ quan khi nhận xét khá vội vàng. Sự thật thì tôi cũng rất ưa sự bề bộn bên cạnh sự chỉn chu thái quá của mình. Tôi luôn cho rằng cuộc sống đều diễn ra hai thái cực đối lập. Tự bản thân mỗi người nên đối đãi công bằng với những thứ đó, thay vì chỉ chăm chú vào một khía cạnh duy nhất. Điều này có thể là do quan điểm của tôi có phần hơi khác biệt so với mọi người, hoặc cũng có thể bản thân là một dân vẽ. Nhiều khi trong đống bề bộn của giấy, của màu, của sách báo tạp chí hay tất cả những gì lộn xộn ngổn ngang nhất của một căn phòng, tôi lại dễ dàng tìm thấy ý tưởng để hoàn thành nốt công việc còn đang bỏ dở. Trong sự tĩnh lặng của thư viện, tôi phát hiện ra tâm trí mình đang trôi bồng bềnh qua các kẽ hở của những kệ sách. Những cuốn sách bìa mềm với phần gáy có dấu hiệu của sự bong chóc do được truyền tay từ người này đến người khác. Và điểm dừng chân lúc nào cũng xuất hiện hình ảnh của người đàn ông mặc áo sơ mi kẻ sọc nghiêm chỉnh đang ngồi ngay ngắn nơi góc phòng. Hình dáng anh nhỏ xíu như một quân cờ kim sâu vào trong một đồng tử mỗi khi tôi ngước nhìn lên. Anh dường như học được cách giữ yên cho mình một tư thế cố định và duy trì nó suốt nhiều giờ liền không biết mỏi. Rất lâu sau đó, anh mới cho phép mình ngước lên nhìn bao quát cả căn phòng và chú mục ở một điểm nào đó mà tôi chẳng thể nào giao thoa tới. Có thể là một cuốn tiểu thuyết ngoại văn cũ kỹ nằm phía ngoài rìa của kệ sách, hay một tập thơ đoạt giải Nobel văn học ít ai ngó ngàng tới, dù đã được để ở vị trí có thể đập vào mắt ngay lập tức lúc đi ngang. Và một ý nghĩ như cọc nhọn đâm thẳng vào bán cầu não, mỗi khi tôi liên tưởng anh bước gần về phía mình. Cái thứ cảm xúc dạo dực đó khiến tôi muốn lả đi và vỡ tung thành hàng ngàn mảnh nhỏ dù chỉ là trong suy tưởng. Thậm chí đến tận ngay lúc này, tôi vẫn có thể cảm nhận rõ chống ngực của mình đã đập liên hồi như thế nào mỗi khi nhớ lại. Phần lớn thời gian trong ngày của tôi dành cho việc tưởng tượng và phác họa. Bạn có thể hình dung như thế này, một công việc sáng tạo thì giống như một người chạy lạc trong mê cung. Phải dừng chân tại nhiều ngõ cụt cho đến khi tìm được lối thoát. Sẽ không có bất kỳ gợi mở nào về một hướng đi cả, như thể bạn đang trong thời kỳ sơ khai của vũ trụ. Tất cả chỉ là một màu đen dày đặc đến kiêu hãnh. Và bạn phải thầm cảm ơn bộ não của mình sau khi mọi thứ đã có vẻ rõ ràng hơn một chút. Đôi lúc tôi đã muốn bỏ quách đi công việc tiêu tốn quá nhiều chất xám này, nhưng khi nhìn lại thành quả từ những lần giải thoát khỏi ranh giới của những ngày mịt mùng ảm đạm thì lại không đành lòng. Năm 18 tuổi, tôi đã thực sự tin rằng với đam mê sẵn có của bản thân thì mọi thứ sẽ được giải quyết một cách gọn gẽ. Tôi không thể định nghĩa được đó là nhiệt huyết hay ngây thơ của tuổi trẻ. Bởi khi bắt tay vào thực tế, bạn sẽ tự cảm thấy mọi thứ bắt đầu chật ra khỏi bánh răng suy nghĩ của mình từ lúc nào và vận hành ở một cơ chế khác. Lúc đó bạn phải nháo nhào chạy theo cho đến khi kiệt sức. Và thứ bạn đang làm ở hiện tại không hẳn là bóng dáng của đam mê như bạn tưởng, chỉ là bạn đã quen với việc chạy theo những đường tàu có thể rẽ ngang, rẽ dọc bất cứ hướng nào mà thôi. Khi bảo tôi nên ổn định cuộc sống bằng cách xin vào một công ty hay một nhà xuất bản nào đó và gắn bó với nó cho đến lúc về hưu. Nó giống như sợi dây cước nối cánh diều với bầu trời. Cậu vừa được làm công việc mình yêu thích, lại không lo lắng về vấn đề tiền bạc. Hy luôn nói với tôi về điều đó. Nhưng chính Hy cũng biết rõ tôi là người chán ghét công việc văn phòng nhiều đến mức nào. Làm sao tôi có thể trói buộc cuộc đời mình bằng việc mỗi sáng uể oải dậy sớm và chen chúc giữa dòng xe cộ lộn xộn, sau đó lại bị giam cầm bởi khối hình hộp chữ nhật cho đến tận chiều muộn, rồi ghé ngang một cửa hàng thực phẩm hay một siêu thị mini nào đó với đủ thứ đồ đạc lình kình để chuẩn bị cho bữa tối. Chỉ nghĩ đến thôi cũng làm tôi phát ngấy lên được. Đó là lý do tại sao tôi chỉ trung thành với căn hộ quen thuộc của mình và làm những gì mình thích. Nói như vậy không có nghĩa tôi là một kẻ chểnh màng và không có hoạch định gì cho tương lai. Tôi vẫn luôn duy trì cuộc sống bằng cách nhận nhiều công việc nhất có thể làm và cố gắng hoàn thành nó trước hạn. Thời gian còn lại,
tôi có thể tùy nghi sử dụng mà không phải tuân theo một lề lối nào đó mà người ta thường hay áp đặt lên người khác. Tớ cảm thấy cuộc sống của mình như vậy là ổn, tôi nói. Tùy cậu thôi, Hy đáp. Nhưng tôi hiểu câu nói đó, giống như thể người ta chẳng còn lời lẽ nào để thuyết phục hơn là việc tán thành với đối phương. Và Hy đang ở trong trường hợp đó. Thực sự mà nói thì với một công việc có tính chất không ổn định và luôn bị đào thải không ngừng của ngành này thì lời khuyên của Hy chẳng có gì sai cả. Nhưng trong tôi luôn hiện diện một suy nghĩ rằng người ta nên làm những gì mình mong muốn, chứ không phải chạy theo những con đường đã chỉ định sẵn. Giống như trước đây trên quả địa cầu này, khắp nơi được bao phủ bởi rừng là rừng, và người ta phải chặt bớt đi một ít trong số chúng để tạo dựng thành lối đi riêng. Và tôi tin mình có thể mở ra một lối đi mới cho bản thân, dù không phải tiêu tốn 8 tiếng đồng hồ chỉ để bị giam lỏng ở 4 bức tường và vô số những thứ phát sinh khác. Khi tôi kể cho anh nghe về điều đó, anh không tỏ vẻ ngạc nhiên, cũng chẳng phản đối. Anh như một cây kim xuyên thấu vào suy nghĩ của tôi và nằm yên vị ở đó. Anh hiểu rõ được mong muốn của tôi hơn bất kỳ một ai, kể cả Hy. Anh thuộc tuýp người gợi mở và lắng nghe câu chuyện của người khác. Tuyệt nhiên không có một động thái rằng người ta phải làm theo cách này hay cách kia được bày vẽ sẵn. Mọi lời nói hay hành động anh làm đều mang tâm thế tự nhiên như dòng chảy. Và tôi chỉ có nhiệm vụ duy nhất là thả trôi những suy nghĩ của mình trên dòng chảy đó. Điều này làm tôi cảm thấy được đồng cảm. Anh từng kể với tôi về người con gái có mái tóc đen dày, ưa thích sự lãng mạn và lúc nào cũng nắm tay anh mỗi lần xuống phố. Anh yêu cô ta à? Tôi hỏi, và môi anh bắt đầu phát ra một âm vực trầm đục, như thể một đáy vực sâu thẳm. Đó là chuyện quá khứ rồi, anh nói. Vào mỗi cuối tuần, anh sẽ đưa cô ta lượn lờ khắp các đường sách, chỉ cho cô ấy cuốn sách hay nhất của từng tác giả và chăm chú nhìn cô ấy lật dở từng trang sách đọc thử. Sau đó họ sẽ ghé vào một rạp chiếu phim gần đó và khi ngước nhìn lên đồng hồ, suất chiếu lúc nào cũng gần sát con số 12. Trong bóng tối được ban phát từ chỗ ngồi, anh có thể cảm nhận rõ mùi hương tỏa ra từ mái tóc của người con gái bên cạnh. Đó có thể là hương bưởi hoặc oải hương mà cô vừa gội lúc sáng sớm. Và anh bắt đầu mường tượng cảnh cô ấy ngồi bên cạnh cửa sổ, vừa hong khô mái tóc ướt mềm của mình, mái tóc như đại dương đen nhánh, những lọn tóc là những con sóng tung bay trong gió. Anh đã đắm chìm mình trong đại dương đó bao nhiêu lần, 5 hay 6 hay nhiều hơn thế. Và tôi ngỡ ngàng khi chợt nhận ra anh chưa bao giờ đưa tôi đến những nơi đến quen thuộc trong ký ức đó. Như thể người tôi yêu là một người đàn ông khác, đã xóa bỏ và rũ sạch những quá khứ cũ kỹ và khoác lên mình một nếp sống mới. Thì nó có bao giờ quên được người cũ đâu, Hy nói. Thật à, tôi hỏi lại. Cậu ở bên cạnh nó đủ lâu nên chắc cũng cảm nhận được, đúng không? Hy đáp bằng một câu hỏi mở. Tôi đã trả lời là đúng, và rồi câu chuyện cũng kết thúc nhanh chóng như khi nó vừa mới bắt đầu. Sau đấy Hy có nói thêm vài câu gì nữa đấy nhưng tôi không chú tâm lắm. Cuối mùa hè, bầu trời sạch sẽ đến mức kinh ngạc, nhưng tâm trí tôi thì lại ngập ngụa mây đen giăng phủ. Đôi lúc đi bên cạnh anh, nhưng tôi lại hình dung về cô gái ấy. Liệu rằng sau những nói cười thân mật với tôi, thì trong suy nghĩ của anh thực sự đang tồn đọng những gì? Và những lúc rơi vào khoảng lặng của riêng mình, có phải là do anh sững sờ nhận ra người đối diện không phải là người đã từng hiện diện trong hồi ức? Không phải là người mà anh thực sự mong muốn đưa đến những nơi mà anh từng trải nghiệm và cho là tốt nhất của riêng mình. Những ngày này, tâm trạng của tôi bỗng dưng vỡ đôi thành hai mảnh. Hai thứ cảm xúc trái ngược trong cùng một chủ thể. Chúng như muốn xâu xé tôi ra thành hàng trăm mảnh vụn, muốn đốt cháy tôi ra thành bụi tro và tan nhanh vào không khí. Hy bảo có phải tôi đang muốn kết thúc một cuộc tình. Tôi trả lời là tôi không biết. Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, tôi chẳng nghĩ được gì hết. Tôi vẫn gặp anh đều đặn vào mỗi chiều thứ ba và thứ năm ở thư viện cùng những buổi tối cuối tuần. Chúng tôi đi xem những buổi biểu diễn ca nhạc nghiệp dư, chơi theo kiểu acoustic ở những quán cà phê nằm sâu trong hẻm. Anh lúc nào cũng gọi cà phê đen. Nếu uống cà phê, anh sẽ không ngủ được mất, tôi nói. Anh bảo anh bị chứng mất ngủ từ đầu năm ngoái. Anh đã đều đặn đi khám bác sĩ định kỳ nhưng vẫn không cải thiện được. Họ bảo anh phải hạn chế uống những chất kích thích và thường xuyên luyện tập thể thao. Anh đều làm theo những chỉ dẫn đó hàng ngày, nhưng giấc ngủ đã khước từ anh một cách tàn nhẫn. Được 6 tháng thì anh bỏ cuộc.
Anh không muốn chạy theo những gì không mang lại kết quả. Anh cũng không muốn sử dụng thuốc an thần. Ở một khía cạnh nào đó, chúng sẽ làm anh mụ mị đi, anh nói. Anh chấp nhận sống chung với căn bệnh khó hiểu của mình và chỉ chớp mắt vào lúc gần sáng. Trong bóng đêm, anh sẽ nghĩ tới điều gì hoặc muốn làm điều gì, tôi chợt hỏi. Và tôi bắt đầu liên tưởng đến những cuốn tiểu thuyết của Banana Yoshimoto, một trong những nhà văn mà anh yêu thích nhất. Tôi không chắc liệu rằng anh có muốn đọc chúng hay không, bởi phần lớn thời gian trong ngày, anh đã ngập ngụa trong đống sách ngoại văn nhiều thể loại, thì có thể vào những lúc rảnh rỗi như buổi đêm, anh sẽ muốn dành thời gian cho những việc khác. Tôi nhắm chặt mắt lại để hình dung, đó có thể là trận đấu bóng đá ngoại hạng Anh thường phát vào lúc đêm muộn, hay những bộ phim kinh dị. Và rồi tôi chợt thấy hình ảnh của cô ấy xuất hiện ở giây thứ 10, một cô gái có mái tóc đen dày và thường gội đầu vào mỗi buổi sớm. Cô ấy là người hiếm hoi trong thành phố này, ướp hương tự nhiên lên mái tóc của mình. Những loài hoa cô ấy chọn đều có một ý nghĩa đặc biệt và người ta sẽ phải mất nhiều thời gian để nhận ra, và anh cũng là một trong số những người ấy. Trong bóng tối, anh như một hình nhân non yếu chạy đi tìm mùi hương của hồi ức, và khi gặp được cô ấy rồi, anh sẽ nói những gì? Hay anh sẽ nói cả cuộc đời này anh đã chạy đi tìm cô gái ấy? Anh đã cho phép mình yêu một kẻ khác, nhưng trong tâm trí chỉ chứa đựng một bóng dáng duy nhất. Lạy Chúa, dường như anh bị em ám ảnh mất rồi, anh nói. Và lúc ấy, tôi bàng hoàng nhận ra anh không mắc chứng khó ngủ nào cả, chỉ là cơ thể anh hình thành một cơ chế hết sức tự nhiên của cảm xúc bằng việc không ngủ được. Điều đó giúp anh có nhiều thời gian hơn để chiêm nghiệm và lao đi tìm lại cô gái của đời mình. Tôi chưa từng mắc căn bệnh khó ngủ giống anh, chỉ thỉnh thoảng tôi có thức dậy vào lúc nửa đêm vì những cơn mộng mị đột nhiên cắt đứt. Lúc đó, tôi rảo mắt nhìn khắp căn phòng. Căn phòng trả lại cho tôi một màu đen sâu thẳm của bóng tối. Và tôi chợt cảm thấy cô đơn kinh khủng khi không có ai hiện diện bên cạnh. Tôi chợt nghĩ đến anh cũng những đêm thức trắng. Có lẽ anh đã rất cô đơn, khổ sở như thế nào khi không có ai bên cạnh. Anh và tôi, chúng tôi yêu nhau bằng cách giao thoa nỗi cô đơn của mỗi người. Đó cũng gọi là tình yêu ư. Tôi cảm thấy lồng ngực mình len lỏi những cảm xúc xa xót như bóng tối. Chúng đang tìm cách bao trùm lên khắp cơ thể. Tôi cố lay mình hồi tỉnh, nhưng mặt khác tôi giống như một kẻ chìm sâu vào đáy đại dương. Tôi không tìm thấy ánh sáng, còn cơ thể lại bị lèn chặt bởi sức nặng của nước. Đúng lúc đó thì tôi nghe tiếng anh khẽ khàng. Về thôi, anh gọi. Và tôi nhận ra buổi nghe nhạc vừa kết thúc. Tôi không muốn giải thích cho những việc làm của mình. Tôi thuộc kiểu người chỉ có làm hoặc không làm, chứ không phải dạng biện minh tại sao lại cho phép mình có những hành động đó. Hy nói tôi đâu nhất thiết phải rời bỏ thành phố này, chỉ cần một câu nói ngắn gọn chia tay hay chấm dứt là đủ. Thực ra thì tôi không đủ can đảm để ở lại. Tôi sợ những hình ảnh cũ kỹ làm trái tim mình bật khóc. Anh là người tôi yêu duy nhất ở thì hiện tại. Nhưng tôi lại không có cách nào để gột rửa những bóng đêm u ám đang bao quanh lấy người đàn ông đó. Tôi sợ mình sẽ ngã quỵ khi chứng kiến anh lao đi, tìm người con gái có mái tóc đen dày trong bóng tối của chứng mất ngủ. Thực ra mà nói thì tình yêu của chúng tôi đã xuất hiện một vết nứt nhỏ ngay từ đầu. Một lúc nào đó nó sẽ lan rộng và nứt toạc thành những hố đen sâu thẳm. Dù tôi biết tình yêu mình dành cho anh lớn rộng như dãy núi Himalaya quanh năm tuyết trắng bao phủ, chỉ duy nhất một điều tôi không dám hình dung, rằng khi núi đổ, tôi không biết mình sẽ leo lên mặt đất bằng cách nào. Suy nghĩ đó cứ xâm chiếm lấy tâm trí tôi, không sao chút bỏ được. Bạn vừa lắng nghe truyện ngắn Những Ngày Vỡ Đôi của tác giả Cai Hoàng. Bạn thân mến, lời chia tay dẫu có khó khăn, đau đớn thế nào, cũng không đau bằng khi ở bên nhau lâu mà vẫn thấy cô đơn. Có những ký ức tựa như bóng đêm phủ kín cả hiện tại và tương lai của một người, khiến họ cứ đắm chìm mãi trong màn đêm đọc quánh cô đơn ấy. Có một người họ đã từng yêu rất sâu đậm, người ấy vẫn ở trong trái tim của họ, chưa một lần bước ra. Người đến sau không thể thay thế, cũng chẳng còn chỗ để bước vào. Bạn thân mến, người trưởng thành khi đi qua những nỗi đau, họ không còn vật vã, gào khóc, mà họ trở nên bình thản. Bình thản đón nhận tất cả những gì xảy đến với mình và bình thản vượt qua. Vậy họ đã sống bình yên trước những nỗi đau thế nào? Mời bạn lắng nghe lá thư tâm sự Bình Yên Trước Những Nỗi Đau được gửi đến từ Mèo Ú. Có những ngày bỗng chốc ta lại thấy bình yên như thế. Bình yên giữa phố thị đông đúc và chật chội. Bình yên ngay cả khi trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ.
bước thật chậm trên con đường quen thuộc dẫn về lối trọ. Cái yên tĩnh của đêm khuya khiến mọi thứ xung quanh như đang trôi chậm lại theo những bước chân của ta. Con đường ấy mỗi ngày ta chẳng biết đi qua bao nhiêu lần cùng với dòng người vội vã, tấp nập. Nhưng sau hôm nay nó bỗng trở nên yên tĩnh đến như thế. Nhìn lại khoảng thời gian đã qua, ta tự hỏi ta đã sống như thế nào, đã bỏ lỡ những gì. Ta cứ thế, mãi chạy theo những thứ vốn dĩ không thuộc về mình mà chẳng bao giờ thấy được cái hạnh phúc hiện hữu trước mắt. Và rồi ta lại đắm chìm trong những tháng ngày của nước mắt, của cô đơn và những mất mát không thể tìm lại được. Hạnh phúc đôi khi tưởng chừng như ngay trong tầm tay, nhưng cuối cùng lại khiến nó vụt mất bởi những suy nghĩ ngu ngơ và khờ dại. Có những ngày, ta mệt mỏi đến rã rời, chỉ muốn tìm một nơi nào đó thật yên tĩnh để nghỉ ngơi, nhưng cuối cùng ta nhận ra, nơi yên tĩnh nhất chính là tâm hồn ta. Tâm hồn bất ổn thì dù có đi đâu hay làm gì, ta cũng chẳng thể bình yên. Vậy hôm nay, tại sao ta lại bình yên như thế? Dù rõ ràng, trong tâm ta bây giờ vẫn là những hỗn độn của nỗi đau, nỗi nhớ người. Đi qua những vấp ngã, trải qua những tổn thương, ta lại học được cách mạnh mẽ hơn để bình yên trước nó. Khóc, nước mắt rơi nhưng nỗi đau liệu có vơi đi không? Vậy thử hỏi khóc để làm gì? Ta bây giờ yếu đuối, đáng thương thì để ai xem? Cách duy nhất chính là mạnh mẽ bước đi và mỉm cười thật tươi. Chẳng ai trong đời không một lần trải qua thất bại trong tình yêu. Chẳng ai trưởng thành mà không trải qua những vấp ngã. Ta cũng thế thôi, bởi ta cũng chỉ là một người bình thường. Hít một hơi thật dài và nhẹ nhàng thở ra, như thể đẩy hết những muộn phiền ra khỏi cơ thể ta. Ngước mắt nhìn bầu trời đêm, vài ngôi sao lác đác nhưng vẫn đủ làm sáng cả bầu trời. Ta cũng giống như những ngôi sao ấy, đứng một mình lẻ loi giữa bầu trời đen tối. Nếu những ngôi sao kia không tự phát ra ánh sáng thì sẽ chẳng ai có thể nhìn thấy nó. Chính vì thế, nếu ta không tự mình đánh thức bản thân thì ta sẽ dần dần lu mờ trước màn đêm tối tăm ấy. Nếu hôm nay ta không tự mình đứng dậy thì mọi thứ quanh ta vẫn sẽ diễn ra theo những quy luật của tự nhiên. Chỉ có ta, một mình ta nằm đó với những vết xước của cuộc đời và sẽ lại bị bỏ rơi lại phía sau mà thôi. Cuộc sống bây giờ, chẳng ai quan tâm ta thật lòng ngoài gia đình ta cả. Ta tin người, ta coi người như tri kỷ, ta chọn người cùng ta dãy bày tâm sự. Nhưng chợt nhận ra, những điều với ta thật khó khăn thì với người chỉ là chuyện phiếm mà thôi. Lòng tin bây giờ là thứ rẻ mạt nhất. Chỉ vì ta đặt lòng tin vào người quá nhiều, nên khi ta nhận ra đó là những lời nói dối, ta lại khó khăn, chật vật với nó đến như vậy. Nên bây giờ, ta lại sợ những điều gọi là lòng tin. Ngay cả chính bản thân ta cũng chẳng dám tin nữa. Nhưng đôi khi ta lại cảm ơn người vì đã như thế để ta biết được lòng tin chỉ nên giữ cho riêng mình mà thôi. Nụ cười của ta hôm nay thật dễ kiếm và nó trao cho bất cứ ai, kể cả người đã làm ta tổn thương. Nhưng nếu nói để tìm một nụ cười đúng nghĩa với nó thì với ta thật khó. Ta bây giờ mỉm cười với tất cả, với những nỗi đau của chính mình, và ta cười ngay cả khi nước mắt đã lưng tròng. Ta không muốn khóc nữa và cũng chẳng còn dư nước mắt để khóc mãi như thế. Và cuối cùng ta biết được, ta bình yên chỉ vì nỗi đau đã chai sạn với ta rồi. Bạn thân mến, có những người khi hạnh phúc thì chia sẻ cùng nhau, nhưng khi đau thì tự mình gánh chịu. Khi yêu một ai đó, người ta không muốn nỗi đau của mình trở thành nỗi đau của kẻ khác. Họ chọn cách trốn chạy, nhưng liệu trốn chạy họ có tìm thấy bình yên? Sau đây mời bạn lắng nghe chuyện ngắn Trốn chạy cô đơn được gửi đến từ tác giả Ni. Tôi vẫn ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế ngoài ban công chẳng buồn rời. Mặc kệ từng hạt mưa đi lạc đôi lúc lại tắp thẳng vào mặt tôi như khiêu khích. Chị làm gì ở đây thế? Ngồi ngắm mưa. Chẳng đợi tôi trả lời, tôi đã thấy Thắng leo từ ban công sang. Thắng này, em có tin trên đời này yêu nhau là do duyên nợ không? Thắng đưa ánh mắt đầy khó hiểu nhìn tôi. Sao em lại chọn Sài Gòn? Giống chị thôi, chạy trốn. Câu trả lời của Thắng khiến cả hai chúng tôi rơi vào im lặng. Mỗi tiếng thở khe khẽ lúc này cũng trở nên thật nặng nề đến lạ. Sài Gòn có thực sự bình yên? Tôi cùng Thắng nấu ăn. Đã lâu lắm rồi trong gian bếp của tôi mới có mùi thức ăn thơm phức như thế. Tôi chẳng mấy khi nấu cơm. Từ nhỏ tôi đã ghét phải ăn cơm một mình rồi. Lâu lắm rồi tôi mới thấy mình hạnh phúc như thế. Tôi càng ngày thấy ở bên cạnh Thắng, tôi thấy mình nói nhiều hơn, vui vẻ hơn và bình yên đến lạ. Một buổi chiều buồn bã, ánh nắng heo hắt phủ kín mắt tôi những màu u ám. Tôi nhận ra Lân đang đợi tôi. Nhìn người đàn ông trước mặt, tôi chẳng biết nên biểu lộ thứ cảm xúc gì lúc này là phù hợp nhất. Tôi nên cười thật tươi rồi chạy đến ôm chầm lấy anh,
Hay là tôi nên khóc nức nở rồi bỏ chạy? Sao anh lại ở đây? Em đừng chạy trốn anh nữa được không? Chúng ta còn gì đâu mà em phải chạy trốn. Em đang hạnh phúc. Chẳng đợi anh kịp nói thêm gì, tôi bước qua anh thật nhanh, như sợ nếu đứng thêm một lúc nữa tôi sẽ trở thành một kẻ yếu đuối trước mặt anh thôi. Tôi càng cố tỏ ra mạnh mẽ biết bao nhiêu thì giây phút này đây tôi lại mềm yếu biết nhường nào. Chị vẫn còn chưa quên được anh ấy sao? Em đã nhìn thấy tất cả. Em đã nhìn thấy ánh mắt anh ấy nhìn chị vẫn ngập tràn yêu thương. Tại sao chị không cho anh ấy một cơ hội, cho chính chị một cơ hội nữa? Chị đừng lừa dối bản thân mình nữa. Chị vẫn còn yêu anh ấy. Chỉ là chị không đủ dũng cảm để đón nhận nó mà thôi. Là tôi không đủ dũng cảm đón nhận tình cảm của Lân ư? Chỉ đơn giản là tôi không đủ dũng cảm thôi ư? Chị vô sinh. Em hiểu rồi. Đến cuối cùng có lẽ tôi và Lân là hai đường thẳng cắt nhau. Chỉ có thể cắt nhau một lần rồi mất nhau mãi mãi. Càng lúc càng xa nhau hơn. Anh và tôi, có lẽ chúng tôi chỉ có duyên mà không có nợ. Mảnh ghép cuối cùng của cuộc đời tôi đáng lẽ là anh, nhưng có lẽ tất cả là do tôi tự vứt bỏ nó. Mảnh ghép ấy đã chẳng thể dành cho tôi. Tôi tự vùi mình trong mớ hỗn độn của công việc. Tôi muốn thời gian cùng những mớ hỗn độn ấy có thể chôn vùi đi tất cả những ký ức thuộc về anh. Hà Nội đón tôi bằng những cơn gió lạnh cuối đông, lạnh đến thấu xương. Hà Nội vẫn thế, vẫn yên bình và quá nhẹ nhàng. Quán cà phê cũ chào đón tôi bằng một bản nhạc mở màn quen thuộc. Tôi nên trách móc hay thầm cảm ơn người chủ quán đã giữ lại cho tôi những thứ quen thuộc đã cũ xưa đây. Vẫn là chỗ ngồi này, vẫn là khoảng mênh mông trước mặt, chỉ là chỗ đối diện đã trống hoác từ lâu, chẳng còn ai ngồi cùng. Cái cảm giác lạ lẫm chẳng dễ chịu chút nào. Trong chốc lát, tôi chợt nghĩ đến Thắng như một thứ gì đó mặc định. Bất giác nụ cười trên môi tôi chợt rạng rỡ đến khó tả. Cơn gió lạnh vừa tấp thẳng vào mặt, làm tôi thoát ra khỏi những mơ hồ của ký ức. Tôi chẳng hiểu mình đang muốn gì nữa. Quá khứ hiện tại cứ chắp nối đan xen lấy nhau như một mớ bòng bong chẳng thể nào tháo gỡ nổi. Tôi lờ mờ nhận ra rằng chính tôi đang dần đổi thay từng ngày, khi nỗi nhớ về Lân chẳng còn bám riết lấy tôi như lúc trước. Hình ảnh Thắng đang dần len lỏi trong trái tim tôi, ngấm vào từng mạch máu, từng tế bào tôi. Tôi nhớ Thắng, nhiều lúc tôi muốn mặc kệ tất cả, muốn chạy ngay đến cạnh Thắng chỉ để nói rằng tôi nhớ cậu ấy. Nhưng có lẽ tình cảm trong tôi chưa đủ lớn để tôi có thể làm như thế. Tôi thấy Thắng đang nở nụ cười với tôi, Thắng cứ thế nhìn tôi. Tôi loạng choạng bước về phía Thắng, vòng tay định ôm cậu, nhưng cái ôm hụt làm tôi ngã khuỵu xuống nền nhà lạnh toát. Cú ngã làm tôi tỉnh hơn, thì ra chỉ là ảo giác mà thôi. Tôi đã tắt máy, khóa Facebook, chặn tất cả mọi liên lạc với cậu ấy rồi. Ngày mai nhất định sẽ tươi sáng hơn hôm nay. Ánh sáng chói mắt chiếu rọi lên khuôn mặt tôi, dụi dụi mắt mình nhìn xung quanh, nhưng vẫn chỉ là bốn bức tường quen thuộc chẳng có gì đổi thay. Chỉ có lúc đó tôi mới có thể gặp Thắng. Sài Gòn có còn bình yên? Tôi chẳng biết mình còn trốn chạy tất cả đến bao giờ nữa. Tôi không thể đón nhận tình cảm của Thắng. Thế thì chẳng thể nào công bằng với Lân, với chính bản thân tôi nữa. Còn đường phía trước tôi như dài thêm. Liệu Thắng có giống Lân, điên cuồng tìm kiếm tôi trong đau đớn vô vọng? Mỗi ngày trôi qua, tôi tự lượm nhặt cho những lý do biện minh cho sự rời đi của tôi với hai người đàn ông mà tôi đã đem lòng yêu mến. Tuổi trẻ nông nổi chẳng thể cho tôi một lý do nào chính đáng để có thể biện minh cho tôi. Với Thắng cũng giống như với Lân, tất cả như một kịch bản viết sẵn. Tôi cứ thế mà im lặng rời đi chẳng một lời chào tạm biệt. Mỗi ngày trôi qua, nỗi buồn trong tôi sẽ ít đi một chút. Tôi sẽ phải đi về nơi chỉ thuộc về tôi. Thời gian chẳng bao giờ dừng lại dù chỉ một tích tắc. Lòng người cũng vì thế mà vội vã bỏ rơi nhau giữa những lớp bụi mờ. Bạn thân mến, trái tim luôn có những lý lẽ của riêng mình. Dù lý trí bảo phải làm thế này thế khác, nhưng trái tim vẫn không ngừng rung lên những nhịp đập yêu thương. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn hãy nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những tâm sự sáng tác của mình đến với chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi đến địa chỉ email blogradio@vneplus.vn. Các chương trình được cập nhật hàng tuần trên chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những chương trình mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.